Xin chào cả nhà. Số về Đài Phòng bên em lại tiếp tục lên sóng cho các bác một em quạt treo tường dòng Lationa nhé các bác nhé. Cái dòng này là dòng nhật xuất chạy điện 220 này các bác này. Sải cánh 40, nó là dòng cánh nhôm nhé các bác nhé. Đấy. Hình thức thì đẹp xuất sắc luôn. Con này thân bầu zin tuyệt đối 100%. Đấy. Trắng đẹp luôn nhé các bác nhé. Cánh 40 dòng sải cánh nhôm. Lồng đẹp nhá. Lồng đẹp luôn các bác nhìn này. Đấy, và con này thì chạy trục bạc nhá các bác nhá. Lồng đây các bác nhìn nhá. Lồng sơn zin 100%, zin tuyệt đối. Bầu đây các bác nhìn này. Thân này, bầu này. Cổ kiếc là không có này, nó hơi bẩn về, các bác vệ sinh qua giúp em một tí. Cổ là không nứt không vỡ gì cả. Lồng trước, lồng sau đẹp xuất sắc. Logo đây. Đây em test thực tế luôn cho các bác nhá. À, số 1 này. Số 2, số 3. Đây. Cái dòng hàng cánh sải cánh nhôm 40 này đấy, thì nó sẽ chạy, để mà so sánh thì nó sẽ không được êm như cái dòng cánh 30 hàng nội địa Nhật, ví dụ như dòng này. Đấy, nhưng mà so với lại những cái dòng hàng quạt Trung Quốc thì chạy vô cùng êm luôn. Đây các bác nghe này, không một tiếng động luôn nha các bác nhé. Bởi do nguyên tắc sải cánh nhôm thì nó sẽ gió nó mạnh hơn. Túp lăng ok nha các bác nhé. Đấy, số 2 này, số 1 này, kỳ êm luôn. Cái này thì phù hợp cho các bác để trong các phòng, ví dụ như phòng khách này, nhà bếp này đấy, hoặc là các văn phòng công ty xí nghiệp là ok luôn. Phòng ngủ thì gió hơi lo to các bác. Duy nhất một con Lationa các bác nhé. Con này em bán cho các bác giá này 1,5 triệu, bao ship bảo hành cho các bác 6 tháng, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Đấy. Tặng kèm luôn cho các bác cái mã treo như này nhá. Đây cái mã này. Cái mã bắt vít vào tường hoặc các bác bắt vít vào bất kỳ chỗ nào cũng được. Đây như nhà em đang treo đây. Đấy. Các bác nào lấy thì cọc cho em 100 nghìn và lại nhận hàng kiểm tra hàng và thanh toán cho các bác nhá. Bên em ship hàng toàn quốc ạ. Đấy. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái. Các bác cần thì alo em. Số hàng số điện thoại 0934230664. Em xin chào các bác ở các video sau ạ.